Ngoại trưởng Nga kêu gọi Ukraine thực hiện những cải cách hiến pháp thực sự, tính từ mặt từ khoa. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov hôm nay đã kêu gọi Ukraine thực hiện những cải cách hiến pháp thực sự thay vì chỉ là những cải cách bề ngoài bằng cách trao cho các khu vực có nhiều người nói tiếng Nga nhiều quyền lực hơn. Nga lập luận rằng các cải cách hiến pháp mà Kiev đang thực hiện chỉ xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín, không có tranh luận công khai, và nhấn mạnh mối quan tâm là lợi ích của cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine sẽ bị bỏ qua. Tại cuộc họp báo chung với các thành viên khác của cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, là một khối của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, ông Lavrov đã nói rằng để có được những cải cách hiến pháp thực sự thì Tây Phương cần phải ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Theo ông, chính quyền Kiev hiện nay bị thiếu sự độc lập đáng kể. Cũng trong cuộc họp báo, thư ký điều hành CIS, ông Sergei Lebedev đã nói rằng các thành viên khác của CIS hy vọng là Ukraine sẽ vẫn là một thành viên của nhóm vì đây là điều đáp ứng lợi ích của nhân dân và quốc gia Ukraine. Hiện đang có liên hệ với các nước khác bởi 1 triệu trái phiếu và các mối quan hệ kinh tế, nhân đạo và con người. Chính phủ lâm thời của Ukraine vào tháng trước đã nói họ có thể xem xét lại tư cách thành viên của Kiev trong CIS do mặt tư khoa dẫn đầu. Chính phủ Kiev phàn nàn rằng các thành viên CIS khác đã hỗ trợ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ukraine cũng cho biết họ không còn muốn giữ chức chủ tịch 2014 của CIS, một chức vụ có rất ít quyền quyết định.